Đang xin chào bạn. Giờ đây là đang giới thiệu các bạn máy đề bao RS7000 dòng cối nông. Máy đây. Máy là tỷ lệ truyền là 4.9.1. Chứa dây 0.4 là 135m, 4.5 là 0.45 là 120m, 5.0 là 105m. Máy 12 cộng 1 vòng bi các bạn nhé. Sơn nhẹ, rất đẹp. Trọng lượng tầm khoảng 500g các bạn. Lô bằng kim loại. Rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Tay quay bằng mạ inox. Vừa rồi đang phát sinh cho giới thiệu các bạn máy đề bao 7000. Đang phát sinh xin chào, hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của đang phát sinh.